Max Mobile đồng hành cùng video này. Sửa chữa tách kính iPhone bị rơi vỡ bằng công nghệ laser hiện đại, an toàn, giá rẻ. Hãy đến Max Mobile. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với X Studio. Và như thường lệ thì ngày hôm nay X Studio sẽ mang đến cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, Xperia ngày càng toang, bán cả quý chỉ bằng iPhone bán ra một ngày. Sony vừa đưa ra báo cáo về doanh số điện thoại trong quý 2 năm nay và không có gì khác ngoài sự thất bại. Mặc dù đã ra mắt chiếc smartphone flagship Xperia 1 không lâu trước đó, nhưng mà Sony vẫn chỉ bán ra được 600.000 chiếc smartphone trên toàn cầu trong quý 2 năm tài chính 2019, từ tháng 7 đến tháng 9. Đây là mức thấp kỷ lục của mảng kinh doanh smartphone Sony và thực tế rất bé nhỏ nếu so sánh với Apple hay là Samsung, khi mà chỉ bằng doanh số iPhone trung bình một ngày. Ban đầu, Sony ước tính doanh số smartphone trong năm tài chính 2019 sẽ đạt 5 triệu máy. Tuy nhiên thì sau đó, Sony đã phải giảm con số xuống còn 4 triệu máy do quý 1 năm tài chính 2019, từ tháng 4 đến tháng 6, quá bết bát. Giờ đây có lẽ Sony phải tiếp tục điều chỉnh một lần nữa. Sony cũng phải thừa nhận rằng doanh số smartphone thấp hơn so với dự kiến. Và vì vậy phải điều chỉnh dự báo năm tài chính 2019 một lần nữa. Giờ đây Sony dự kiến sẽ chỉ bán ra được 3,5 triệu chiếc smartphone trong cả năm 2019. Tuy nhiên, Sony vẫn sẽ cần phải bán được 2 triệu máy trong hai quý cuối cùng của năm tài chính 2019 để đạt được mục tiêu này. Gã khổng lồ Nhật Bản cũng thừa nhận rằng họ không hy vọng mảng kinh doanh smartphone sẽ đem lại lợi nhuận cho đến năm 2021. Trong khi đó, Sony cũng đang phát triển một chiếc smartphone 5G mới và sẽ tập trung vào việc cắt giảm chi phí sản xuất để đem lại lợi nhuận cao hơn. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Sony sẽ không từ bỏ mảng kinh doanh smartphone của mình. Hiện tại, mảng máy chơi game PlayStation vẫn có thể gánh kèo và giúp gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng. Đến với thông tin thứ hai của ngày hôm nay, mã độc không thể gỡ bỏ lây nhiễm 45.000 máy Android. Theo hãng bảo mật Symantec, X-Hacker, chủng mã độc mới gây nhiều phiền toái cho người dùng Android nhờ cơ chế tự nhân bản. Xuất hiện lần đầu vào tháng 3 đến tháng 8, X-Hacker đã ảnh hưởng tới hơn 32.000 thiết bị. Trong tháng 10, Symantec ghi nhận thêm 13.000 trường hợp, nâng tổng số thiết bị lây nhiễm lên 45.000. Hãng bảo mật Malwarebytes cho biết, X-Hacker được phát tán chủ yếu bằng phương pháp chuyển hướng trang web, Web Direct. Tức khi người dùng truy cập vào trang web này sẽ tự động bị chuyển sang trang web khác. Tại trang web chuyển hướng, người dùng được chỉ định tải xuống ứng dụng không chính thức bên ngoài Play Store. Cuối cùng, các dòng mã ẩn sẽ âm thầm tải phần mềm độc hại X-Hacker, ngụy trang dưới vỏ bọc ứng dụng thông thường. Dù không can thiệp vào các phân vùng hệ thống hay thực hiện hành vi phá hoại, X-Hacker thường xuyên hiển thị quảng cáo và gửi thông báo chuyển hướng tới ứng dụng khác trên Play Store. Bằng phương thức này, kẻ phát tán sẽ kiếm được tiền hoa hồng trả cho mỗi lần cài đặt. Malwarebytes và Symantec đánh giá X-Hacker ở mức cực kỳ nguy hiểm bởi nguyên lý hoạt động khác với đa số phần mềm độc hại trên Android. Khi được cấp quyền truy cập thiết bị, X-Hacker sẽ tự cài đặt dưới dạng dịch vụ độc lập, bất chấp việc người dùng gỡ bỏ ứng dụng hay là khôi phục cài đặt của nhà sản xuất. Factory reset, X-Hacker vẫn tồn tại nhờ cơ chế tự nhân bản, tiếp tục hiển thị quảng cáo và gửi thông báo rác. Nhiều người thậm chí xóa dịch vụ X-Hacker và vô hiệu hóa tùy chọn cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định, nhưng mã độc vẫn tự cài lại chỉ sau vài phút. Trong một bài đăng trên blog, Symantec giải thích Trojan liên tục được phát triển và cập nhật mã ẩn mới. Do đó mà các ứng dụng diệt virus có thể sẽ không loại bỏ được các phiên bản mới hơn của X-Hacker. Các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng nên thận trọng khi nhấn vào liên kết tải ứng dụng bên ngoài cửa hàng Play Store. Và thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, Galaxy Fold 2 lộ diện với thiết kế gập dạng vỏ sò. Tại hội nghị các nhà phát triển SDC 2019 ngày 29 tháng 10, Samsung gây bất ngờ khi tiết lộ nguyên mẫu smartphone màn hình gập kiểu mới của họ. Mẫu smartphone này được cho là Galaxy Fold thế hệ 2, có thiết kế kiểu vỏ sò với màn hình gập dọc thay vì gập ngang như Galaxy Fold. Hồi tháng 9, Bloomberg cũng đưa tin về một thiết bị bí ẩn có thể gập lại như điện thoại nắp gập thời xưa của Samsung, mang số hiệu là SM700F và tên mã là Bloom. Máy được trang bị màn hình bên trong là 6,7 inch, tương tự như Galaxy Note 10, nhưng người dùng có thể bỏ túi dễ dàng nhờ việc gấp đôi dễ dàng. Máy tích hợp camera đục lỗ phía trước và cụm camera kép phía sau, mỏng hơn đáng kể và giá bán cũng mềm hơn Galaxy Fold. Samsung được cho là đang thử nghiệm công nghệ kính cường lực siêu mỏng để bảo vệ màn hình trên các mẫu smartphone gập thế hệ mới. Lớp kính này thì chỉ dày 3% so với kính thông thường của smartphone. Theo trang Sam Mobile, kiểu smartphone gập mới có nhiều lợi thế hơn Galaxy Fold đầu tiên nhờ duy trì được tỷ lệ khung hình 18:9 quen thuộc với người dùng, đồng thời cũng khai thác vẻ hoài cổ trong thiết kế vỏ sò từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Không phải ngẫu nhiên mà Motorola tìm cách kết hợp yếu tố vỏ sò và smartphone gập để tái sinh dòng RAS mang tính biểu tượng, Sam Mobile nhận xét. Và vừa rồi cũng là tất cả những thông tin mà X Studio muốn gửi đến cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em đừng quên là bấm like và subscribe để luôn đồng hành cùng X Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.